Thưa quý khán giả và bà con nông dân, trong nhiều năm qua thì nghề nuôi ong lấy mật bắt đầu nở rộ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để mô hình nuôi đạt hiệu quả cao, bà con cần thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi. Đó cũng là chủ đề chính mà chuyên mục khuyến nông kỳ này muốn thông tin đến quý khán giả và bà con nông dân. Những năm qua, nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh giữa quy mô nông hộ. Sóc Trăng có một tổ hợp tác nuôi ong tại xã An Thạnh Nhất và nhiều hộ nuôi ong tại thị trấn Cù Lao Dung. Bên cạnh đó cũng có một công ty chuyên sản xuất mật ong hữu cơ là công ty trách nhiệm hữu hạn Ong Xanh tại ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú. Từ thực tế nhu cầu sử dụng mật ong đang ngày càng tăng, trong khi mật ong ngoài thị trường có chất lượng và độ tin cậy chưa cao. Đầu năm 2015, anh Nguyễn Minh Tùng, giám đốc công ty, đã nuôi ý tưởng làm nên sản phẩm mật ong hữu cơ đảm bảo chất lượng, vệ sinh, không bị nhiễm đường và thuốc bảo vệ thực vật. Thông qua việc tận dụng khu vườn của gia đình với nhiều loại cây ăn trái làm môi trường sống, nuôi dưỡng đàn ong để khai thác mật. Bước đầu, anh Tùng tìm mua con giống tại quầy kế sách và trang bị một thùng gỗ với thiết kế có các khay và hộp nhỏ để ong có thể làm tổ và cho mật. Từ hiệu quả ban đầu, khi sau một tháng thu được khoảng 2 lít mật nguyên chất với hương vị thơm ngon, anh đã từng bước đầu tư thêm. Đến nay, khu vườn đã có tổng cộng 30 thùng gỗ với khoảng 1.500 hộp để ong làm tổ. Lượng mật thu được trung bình mỗi tháng khoảng 60 lít, đảm bảo về chất lượng khi tối thiểu thủy phần dưới 23%, với giá bán từ 400 đến 600 ngàn đồng một lít. Bên cạnh cung cấp cho thị trường sản phẩm mật ong hữu cơ, công ty còn cung cấp đa dạng các mặt hàng khác như mật ong nguyên sáp, phấn hoa, ong mật giống, dịch vụ thụ phấn cây trồng, và hiện đang nghiên cứu phương pháp cô đặc mật ong thành đường rất tốt cho sức khỏe khi sử dụng hàng ngày thay cho đường mía hay đường hóa học tinh luyện. Trước tiên là mình phải có một cái khoảng vườn nhỏ nhỏ để mình có thể đặt đàn ong và che mát cho nó. Chẳng hạn như mình có thể có vườn cây ăn trái lâu năm hoặc là vườn tạp, nhưng mà bắt buộc là nơi đó thì thường nên có phấn hoa, và mật ong thì có thể có theo mùa hoặc là có quanh năm. Nếu có quanh năm thì càng tốt, còn nếu không thì mình bắt buộc thì đến mùa một khác mình phải chuyển đi. Đối với cái chuyện mà nuôi ong thì so với những cái con vật gia cầm này thì nó ổn định hơn và nó không có nhiều dịch bệnh như những con gia cầm, thì như vậy nó sẽ đảm bảo cho kinh tế của mình hơn. Với lại thì mình nuôi dựa theo cái điều kiện tự nhiên, nếu nơi đó có mật nhiều thì mình sẽ thu được cái kinh tế nó cao hơn. Trong quá trình mình nuôi thì nó cũng ban đầu thì nó cũng có những cái khó khăn, chẳng hạn như cái chuyện mà tiêu thụ khi mà người ta chưa có tin tưởng mình nhiều lắm, nhưng mà sau khi một thời gian mình khẳng định với chất lượng thì lúc đó cái chuyện tiêu thụ bắt đầu nó cho chảy hơn. Trên thị trường hiện có hai nguồn giống, chủ yếu là mật ong sữa và mật ong chuyên mật. Nhưng mật ong chuyên mật đòi hỏi kỹ thuật cao với chi phí đầu tư lớn hơn nên ít được chọn lựa khi thực hiện mô hình. Thêm một lợi ích khi thực hiện mô hình nuôi ong lấy mật là trong quá trình nuôi, khi nguồn thức ăn tự nhiên bị hạn chế, người nuôi có thể bổ sung nguồn thức ăn thay thế như mật ong đã cũ, mật ong thải loại chưa đạt tiêu chuẩn để bán ra thị trường, hoặc phấn hoa trộn với bột đậu nành để tăng cường khả năng chăm sóc cho ong chúa. Hiện tại, nhiều sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ong Xanh đã có mặt tại các trạm dừng chân cũng như một số điểm tham quan du lịch trong tỉnh. Với tiềm năng và thế mạnh riêng, với sự nỗ lực và tuân thủ quy trình của người nuôi, sản phẩm mật ong sạch của công ty trách nhiệm hữu hạn Ong Xanh xứng đáng để xây dựng thành sản phẩm chủ lực và phát triển trên quy mô lớn, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là địa điểm tham quan học hỏi của nhiều cá nhân, phòng nông nghiệp tại các địa phương lân cận. Anh cũng đang kiếm anh Tùng hỏi cái cách thức nuôi làm sao, cái hiệu quả làm sao, để mình có công tác chuẩn bị tốt. Anh thì chưa có chuẩn bị, cho nên anh Tùng thì mình tìm hiểu cái cách thức làm sao để dèm chuẩn bị cho cái tốt, mình thấy giống dùm nuôi. Anh thấy mình có anh Tùng nuôi đạt, hiệu quả, anh thấy cũng thích. Được biết, trong năm nay, mô hình nuôi ong lấy mật cũng sẽ được trạm khuyến nông huyện Mỹ Tú triển khai với quy mô một hộ 20 thùng ong giống, năng suất mật bình quân 20 lít một thùng một năm, sản lượng mật đạt 360 lít một năm, thì thu nhập bình quân tăng thêm cho hộ một tháng ước đạt 2.700.000 đồng. Vì với hiệu quả về cái kinh tế và xã hội môi trường thì nhằm thực hiện cái chủ trương của đa dạng hóa về cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì trên địa bàn của mỗi huyện thì các giống như là tạo một cái nghề mới công ăn việc làm giúp cho họ có cái thu nhập tăng thêm. Thì đây là một cái loài ong là vật sống chủ yếu từ cái nguồn thức ăn tự nhiên,
nên trong quá trình nuôi ít sử dụng các loại thức ăn nhân tạo và ít sử dụng kháng sinh, thì do đó sẽ đảm bảo được cái không tác động xấu đến cái môi trường. Thì trong quá trình lấy mật cũng như là phấn hoa thì sẽ con ong sẽ giúp là thụ phấn cho các loài cây trồng và hoa màu, sẽ làm tăng cái hiệu quả đậu trái của cái cây trồng. Để nuôi ong mật cho hiệu quả cao, người chăn nuôi cần chú trọng đến kỹ thuật nuôi, từ khâu chọn giống, chọn địa điểm, tạo chúa cho đến thu hoạch mật. 1. Lựa chọn đàn ong giống. Đàn ong giống phải có nguồn gốc rõ ràng, ong chúa dưới 6 tháng tuổi, không nhiễm bệnh ấu trùng, quân đậu kính hay mặt cầu, bánh tổ mới, màu vàng và có đủ trứng, ấu trùng, nhộng, mật phấn dự trữ. Thùng và cầu ong đúng tiêu chuẩn về kích thước. 2. Địa điểm nuôi ong, gần nguồn mật, phấn hoa, khoảng cách kiếm ăn hiệu quả từ tổ ong đến nguồn thức ăn khoảng từ 500 đến 700 mét. Chỗ đặt thùng ong cần bằng khoảng khô ráo, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, không ngập lụt về mùa mưa. Trong điều kiện có đầy đủ nguồn mật phấn, nên bố trí đặt đàn ong với mật độ 40 đàn trên hecta, khoảng cách giữa các đàn tối thiểu 2 km, đối với những đàn có quy mô tối đa 100 thùng. 3. Tạo chúa. Tạo ra các ong chúa mới để nhân thêm đàn ong, thay ong chúa già, ong chúa của đàn bị bệnh bằng các phương pháp chủ yếu là sử dụng mũ chúa chia đàn tự nhiên. Vào mùa, ong chia đàn tự nhiên chọn các mũ chúa to, dài, thẳng từ những đàn ong chia đàn đông quân, nhiều cầu, khỏe mạnh. Dùng dao sắc cắt trên gốc mũ chúa 1,5 cm theo hình chữ V để gắn vào đàn ong cần thay chúa. 4. Chia đàn. Chia đàn song song là chia một đàn ong ban đầu thành hai đàn ong mới đặt song song với nhau, cách đều vị trí ban đầu. Tiến hành vào buổi chiều, những ngày thời tiết nắng ấm, đem thùng không có dán ngắn đã vệ sinh sạch sẽ, đặt cạnh đàn định chia. Chia đều số cầu, số quân, số con, trứng, ấu trùng, nhộng, thức ăn về hai đàn ong. Đặt hai thùng song song với nhau về hai bên và các vị trí đàn cũ khoảng 20-30 cm. Cần thiết rõ ong chúa ở đàn nào để giới thiệu chúa vào đàn không chúa. Quan sát ông đi làm về, nếu đàn nào về nhiều, cần dịch ra xa và đặt đàn kia gần lại. Trường hợp ông dẫn về một đàn sau khi điều chỉnh, cần đổi vị trí hai đàn cho nhau. Chú ý, nếu chia đàn sử dụng mũ chúa, khi chúa tơ đã tập bay thì không được điều chỉnh vị trí đàn chia nữa. 5. Thu hoạch mật ong. Chuẩn bị dụng cụ, rửa sạch, phơi khô máy quay mật, dao cắt, vít nắp, lưới lọc mật, đồ chứa mật. Quay mật khi thấy ông đi làm nhiều, các bánh tổ có lỗ tổ mật vít nắp trắng, cười cao trên 70% lỗ tổ mật vít nắp. Trên cây có khoảng 20-25% hoa nở. Nơi quay mật phải sạch sẽ, nên quay vào buổi sáng để mật đặc hơn, không lẫn mật mới lấy về. Các bước thu hoạch mật, rũ ong khỏi cầu, dùng dao sắc hớt nhẹ vít nắp lỗ tổ mật, đưa dao từ dưới lên trên, tránh rầm dở các lỗ tổ. Đặt các cầu đã cắt vít nắp vào khung máy quay, quay đều tay với tốc độ tăng dần. Khi hết mật thì giảm dần tốc độ để bánh tổ không bị dở và ấu trùng không bị văng ra. Trả bánh tổ đã quay vào đàn để ong ủ ấm ấu trùng. Lọc mật bằng giấy màng hoặc lưới inox có mặt lưới từ 8 đến 32 lỗ trên cm vuông. Bảo quản mật ong trong can, chai có nút đậy kín để nơi thoáng mát, không để gần các chất có mùi như dầu quả, mắm tôm. Có thể nói việc đáp ứng đầy đủ các quy trình kỹ thuật sẽ giúp cho đàn ong sinh trưởng mạnh, ít dịch bệnh, tăng sản lượng và chất lượng của mật ong, góp phần tăng hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong. Tuy nhiên, các địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm mật ong chất lượng cao trở thành thương hiệu và uy tín trên thị trường Việt Nam. Thời lượng dành cho chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý khán giả và bà con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.